Cây nổ còn có tên gọi khác là cây sâm tanh tách, cây sâm đất, cây tanh tách, cây trái nổ. Cây nổ là loại cây thân thảo có chiều cao trung bình khoảng 50 cm. Thân cây có bám lông, phía mặt trên của lá có lông thưa, phiến lá hình bầu dục, bìa lá có lông cứng. Hoa thường mọc ở nách lá, cánh hoa lớn có khoảng 5 cánh, màu xanh tím. Quả hình tròn dài, màu nâu đen khi chín, dài khoảng 3 cm, nổ mạnh khi thấm nước. Khi già, quả sẽ tự nổ bung bắn ra các hạt đen, dẹp, phát ra tiếng kêu tanh tách, nên có tên gọi là cây tanh tách. Cây trái nổ có thể thu hoạch quanh năm. Khi thu hái chỉ cần nhổ cả cây mang về, sau đó rửa sạch, loại bỏ bụi bẩn, phơi khô. Vị thuốc cây nổ có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Cây tươi sau khi làm sạch có thể sắc nước uống. Cây sau khi cắt nhỏ phơi khô rồi bảo quản dùng dần, hoặc có thể sao vàng rồi kết hợp với các loại dược liệu khác để chữa bệnh. Theo y học cổ truyền, cây quả nổ có vị đắng, hơi cay, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Theo đông y, hạt nổ được dùng bên ngoài để trị vết rạn, nứt nẻ da và mụn nhọt. Rễ tán bột mịn để dùng làm thuốc bổ, trị viêm loét dạ dày, tá tràng, sỏi thận. Ngoài ra, rễ còn có khả năng hỗ trợ để điều trị tiểu đường, đau nhức răng, cảm mạo và huyết áp cao. Sau đây là một số công dụng và bài thuốc từ cây quả nổ. Cây trái nổ điều trị bệnh thận hư, suy thận. Cây trái nổ là giải pháp hữu hiệu với các bệnh liên quan đến thận. Nó được xem là khắc tinh của bệnh thận. Nhiều bệnh nhân bị suy thận đã được cứu sống nhờ vào cây thuốc thần kỳ này. Sau đây là bài thuốc trị suy thận đã được lưu truyền trong dân gian. Ta chuẩn bị cây nổ 30g, cây quýt gai 30g, cây mực 30g, cây muối 30g. Đem tất cả các vị thuốc phơi khô sắc với 2 lít nước. Đun đến khi cạn còn khoảng 800ml thì tắt bếp. Chia nước thành nhiều phần để uống trong ngày và uống liên tục 1 tháng là có hiệu quả rõ rệt. Cây quả nổ có tác dụng chữa bệnh sỏi thận. Ta dùng 15g cây dứa dại, 15g rễ cỏ chanh, 20g kim tiền thảo, 20g rễ cây quả nổ. Đem tất cả các dược liệu trên sắc cùng với 1,5 lít nước, sắc đến khi còn lại khoảng 1 lít, đem chia ra nhiều lần uống trong ngày. Cây quả nổ có tác dụng chữa run tay chân, mệt mỏi, choáng váng và chóng mặt. Ta cần chuẩn bị dây đau xương và rễ cây nổ mỗi loại dùng 8g. Thực hiện mỗi ngày dùng 1 thang thuốc, sắc cùng với 300ml nước, sắc cạn còn 150ml thì tắt bếp và chia làm 3 phần uống trong ngày. Cây quả nổ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đối với căn bệnh này, ta cần dùng 25g cây nổ khô hoặc 75g cây nổ tươi. Sử dụng dược liệu trên sắc cùng với nước, chia làm nhiều phần uống trong ngày và duy trì liên tục sẽ thấy bệnh tình thuyên giảm đáng kể. Cây quả nổ có tác dụng chữa viêm đường tiết niệu. Ta dùng 25g hoặc 35g cây nổ khô, sắc lấy nước để riêng, dùng thêm 20g cây nổ đem tán bột mịn, uống thuốc đã sắc cùng với thuốc bột đã tán vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy. Hoa cây nổ có tác dụng chữa chứng huyết áp cao. Ta dùng 12g hoa tươi hoặc hoa nổ khô đều được và đem 12g hoa của cây nổ sắc cùng với nước dùng để uống hàng ngày sẽ góp phần điều trị được chứng huyết áp cao. Cây nổ có tác dụng bồi bổ cơ thể. Vì có tác dụng bồi bổ nên người ta gọi nó là cây sâm đất, sâm tanh tách.
Uống thuốc sắt từ cây quả nổ sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch. Và sử dụng cây nổ thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, ít mắc bệnh vặt hơn. Cây sâm đất có tác dụng giúp lợi tiểu. Thuốc sắt từ cây sâm đất giúp cung cấp nước và natri cho thận, kích thích và đẩy nhanh quá trình bài tiết. Tác dụng này có ích cho những ai bị bí tiểu, tiểu rắt, đi tiểu khó khăn, có cảm giác đau buốt. Và uống nước này giúp người bệnh đi tiểu thường xuyên hơn, ngăn ngừa tình trạng vôi trong nước tiểu đọng lại thành sỏi thận. Các bạn thân mến, cây quả nổ có nhiều tác dụng trong việc chữa bệnh. Và khi sử dụng loại dược liệu này để đạt hiệu quả cao thì cần lưu ý một số điều sau. Sử dụng liều lượng thích hợp thì mới có hiệu quả. Và tùy vào cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ có thời gian phát huy tác dụng khác nhau. Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Người có huyết áp thấp nên sử dụng loại dược liệu này với mức độ vừa phải. Trên đây là một vài thông tin tham khảo về những công dụng thần kỳ của cây quả nổ, hay còn gọi là cây sâm đất, cây tanh tách. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.